Chị mở mắt đi chị Miến. Chị mở mắt đi chị Miến. Chị Miến, để cho cô đâu mà mệt nè. Ở ngoài cửa có ma chị Miến. Cái gì? Trời ơi, con ma tự nhiên chắc tao đi chi vậy? Chị mở cửa giùm em. Ôi, tao sợ lắm, tao sợ lắm. Ê, tao có cách. Chị có cách? Ừ. Gì đây? Anh Mẹo. Miến, chị kêu gì vậy? Có người tới đưa tiền cho anh Mẹo. Có người tới đưa tiền hả? Đưa tiền. Ê mày, có ai khùng giờ này đưa tiền không mày? Có. Mày đặt ra chứ tao cũng ngu nha. Có. Trả lời thì tao nghe coi. Có. Mày bị gì á? Bình tĩnh, bớt chỉnh chế độ rung lại. Nói tao nghe, chuyện gì? Quay cửa. Có.